Có bạn nào mới tinh không? Giới thiệu bản thân chút làm quen với cả nhà. Thấy bạn Phạm Thị Nhung có vẻ mới mới. Galaxy A11 mới mới. Anh xin chào thủ lĩnh ạ. Em xin chào thủ lĩnh quốc tế ạ. Em là Phạm Thị Nhung, em tham gia vào series từ ngày mùng 1 tháng 11 ạ. 1 tháng 11. Dạ Yes. vâng. Hiện nay đang em là ở đội ai? Em nếu mà về nhánh lớn là ở của thủ lĩnh Phan Hiếu ạ. Phan Hiếu. Vâng. Sao hôm nay lại biết vào đây? À, chắc là vì em ham học hỏi quá nên là em được mọi người cho cái mã Zoom Ai cho em? ạ. À, một bạn ở trong line của em ạ. Một bạn trong live tên là gì? À, bạn Đông, bạn ấy là em một của em ạ. Bạn Đông, mà làm sao bạn lại có mã Zoom để cho em? Đấy là cái sự ham học của cái nhóm của em đấy ạ. Thế không biết là em có thể được ngồi nghe anh Cường coaching buổi hôm nay không ạ? Thôi đã vào đây rồi thì cứ ngồi im ở đây thôi. Dạ vâng ạ, cho phép em được nghe ạ. Ok. Đấy, em xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Đấy, mình nhìn thấy lạ lạ phát hiện ra ngay. Rồi xin mời, xin chào tôi là anh chị em, chúng ta bắt đầu. Phạm Phương Anh nào, Phạm Phương Anh chia sẻ là cái hành trình mình đi trong cái quá trình bây giờ mình quan sát phân tích đúc kết lại có cái điều gì nó cản trở mình để mình có thể bứt phá nhanh hơn nữa. Phạm Phương Anh bật mic. Alo ạ, à, mọi người nghe em nói không ạ? Nghe top rồi. À, em chào anh Cường, em chào anh chị, em ở Kim Dương. À, hôm nay thì tính đến ngày hôm nay là em chính thức làm CP được 2 tháng 13 ngày. Em bắt đầu start với Hai tháng CP. 13 ngày à? Vâng, em thì như start với CP là chính ra là từ mùng 1 tháng 11 tháng 10 ngày như là em đăng sản phẩm. Tháng 10 là như dùng sản phẩm với cả là tìm hiểu thôi, còn bắt đầu tính kết ra là đến mùng 1 tháng 11. Thì bây giờ đang là 2 tháng 11 ngày. Thế ra tới bây giờ thì ra cái con đường với CV thì thực sự là nó là rất là rõ ràng. Em bây giờ cái cảm nhận về con đường này nó rất là rõ ràng và nó thực sự là nó đang thể hiện đúng tất cả những cái gì mà cái khát khao và những cái mơ ước của em trong cái cuộc sống cũng như là từ trước đến nay mà em trải qua cái quá trình làm công an viên cũng là 15 năm ở ngân hàng mà cũng có được. Thì trong cái quá trình làm thì cũng là theo dõi rồi là cái hành trình đi của các anh chị cũng như là các cái thủ lĩnh thì càng ngày con đường nó rất càng ngày con đường nó càng rất là rõ ràng và em thấy được là nếu mà mình không không có mạnh mẽ quyết liệt để làm với CV thì mình cũng sẽ lặp lại một cái hối tiếc nữa của mình, bởi vì nhiều khi mình nhìn ra con đường rồi mình biết cái công cụ đúng rồi nhưng mà mình không có sự chuyển đổi mạnh mẽ thì nó cái cơ hội nó sẽ vượt qua và mình lại hối tiếc đó. Thế nên là vẫn trong cái thời gian này là vẫn tiếp tục học hỏi, nỗ lực học hỏi để chuyển hóa chính bản thân mình về những cái thói quen cũ, tính cách cũ với con người cũ của mình nó cứ níu giữ mình trong một cái nó rất lâu rồi. Và bản thân mình trong thời gian đầu là cũng chính vì có cái sự đằng cháy nội tâm rất là lớn từ cả cái việc thu nhập cũng như là cái việc mà thay đổi cái mindset từ việc làm công ăn lương sang cái việc phát triển cuộc sống như thế nào, đó là một quá trình chuyển đổi và đằng cháy rất là nhiều, bởi vì mình phải đấu tranh với con người cũ của mình để mà bước sang một cái con đường mới, một con người mới mạnh mẽ hơn, năng lượng hơn và có một cái tầm nhìn xa hơn, tức là mình có bắt đầu có ước mơ lớn hơn và đặt mục tiêu lớn hơn. Thực sự trước đây là em không bao giờ mình nghĩ là mình đã mơ ước là ví dụ như mình đi làm 20 ngày trong một tháng, trong còn 10 ngày là mình có thể đặt mục tiêu là mình đi học tập rồi đi trải nghiệm, đi huấn luyện đào tạo cùng với các anh chị đồng đội chẳng hạn, như là trong thời gian vừa qua em theo dõi các anh chị đi bách trại huấn luyện đào tạo trong thời gian 7 ngày một tuần 10 ngày, sau đó thì lại về làm rất là rực lửa, sau đó thì hệ thống vẫn sản sinh những cái lợi nhuận doanh thu, thì thực sự đó là những cái gọi là cái mơ ước và rất là tuyệt vời, khát khao có được điều đó. Thế nên là cũng vẫn tiếp tục cố gắng học hỏi và hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn, và khi thực sự em thấy là khi mà mình có niềm tin chắc chắn về cái con đường này, tức là mình hoàn toàn là tin tưởng tuyệt đối về cái con đường này, cái công việc này, thì thực sự là những cái rào cản trước đây nó không còn quá nhiều nữa, tức là mình không còn quá quan tâm là mọi người đang đánh giá gì về mình hoặc nghĩ về mình. Thời gian đầu khi mà em làm thì thực sự là cái tư duy là mong muốn được yêu thương lúc nào cũng trong trong mọi người, luôn luôn mình là về cái hình ảnh là đẹp đẽ rồi là một người chuyên gia xử lý dịch vụ ngân hàng 15 năm trong lĩnh vực ngân hàng, có kinh nghiệm rồi, có trình độ rồi rất rất nhiều thứ, và mình luôn mong muốn được mọi người yêu thương rồi là nhìn mình với một cái ánh mắt khác. Nhưng mà thực ra bây giờ em thấy cái đấy nó chỉ là hào nhoáng bên ngoài, thật ra bản thân mình con đường của mình đi như thế nào, mình thấy hạnh phúc của mình
nhìn được con đường của mình như nào thì mong muốn đạt được cái đó. Thì thật ra những cái đánh giá thì cái phán xét của mọi người nó trở nên không có quan trọng nữa, thời gian đầu thì rất là khó chịu. Nên bây giờ em nghĩ là cũng đã chuyển hóa được, tất nhiên chưa thể toàn bộ, nếu nói toàn bộ 100% thì là không đúng, nhưng mà nó đã có sự chuyển hóa rất là rõ rệt. Và em thấy là bản thân trong con người em cũng lớn mạnh rất nhiều, cái ước mơ và cái con đường của em đi là cũng rõ ràng sáng sủa hơn rất là nhiều đó. Thì đấy là những cái chia sẻ của em về con đường của CV. Ok, cảm ơn Phương Anh. Đang đi học wake up mà em? Em đang đi học wake up. Vâng. Ok. Thức giấc ngủ đông. Wake up. Đây là lần thứ hai em đi học. Lần trước em đi học nhưng mà em không học hết. Mà em đang đi học lần thứ hai. Em đang đi học thì buổi đầu tiên là xem tài liệu đã thấy hình ảnh của anh Trương Huy Cường. Vâng, em thấy anh ở trên cái tài liệu đào tạo của wake up. Ừ. Trong cái cuốn giới thiệu về cái chương trình đào tạo nhà đào tạo đúng không? Vâng, nhà đào tạo. Sau hôm nay cũng kết nối được với bạn trong đó là em share hình ảnh của anh luôn. Em quảng cáo hình ảnh của anh luôn. Hôm nay em có mang một cái túi CD, bây giờ cũng có trong tiềm thức là đi đâu em cũng sẽ mang hình ảnh để quảng bá cho sản phẩm, quảng bá cho thương hiệu. Thế là em có đeo một cái túi CD. Rồi và trong đó thì có để một số cái sản phẩm dễ dùng như là kem tay. Khi đến đó thì mình cũng mua kem tay và mình chia sẻ cho những cái bạn ở xung quanh. Tức là bắt đầu mình có những cái việc mà mình có hành động rất là tự nhiên trong cái việc mình quảng bá cái hình ảnh sản phẩm. Đó, sau đó thì đọc cái chính sách đó thì em thấy hình ảnh của anh thì em nói là đây chị đang làm một CV, chị đang hợp tác với CV và đây là anh Trương Huy Cường, thủ lĩnh của chị rồi là thủ lĩnh của tập đoàn. Thế là các bạn cũng sẽ có một cái sức hút và các bạn cũng hỏi han. Hôm nay trong 2 ngày học tập em đã kết nối được khá nhiều. Và mục tiêu của em trong buổi học này thì em cũng sẽ kết nối được khoảng tầm 40 người. Cảm ơn em. Rồi. Cứ bán mình và bán anh Cường như hơi thở là kiểu gì cũng kết nối, tạo ra kêu kết nối. Ngay lập tức. Vâng. Cảm ơn chia sẻ của Phạm Phương Anh. Ừ. Bao nhiêu số các bạn học thêm được những cái bài học gì từ chia sẻ bạn Phạm Phương Anh thì giơ ngón tay. Cảm ơn cả nhà. 3 cái tháng đầu ấy, Cường vẫn nói là 3 cái tháng đầu nó gọi là tuần trăng mật của cái ngành, của cái công việc kinh doanh này. Và trải qua được 3 tháng đầu tiên ấy, thì bởi vì 3 tháng đầu là tuần trăng mật mà, lúc đấy ấy, mấy ngày lúc đầu đang hưng phấn rất đẹp đẽ đúng không, xong bắt đầu thấy vỡ mặt đối diện với sự thật. Và nếu mà cái số người mà bỏ cuộc trong 3 tháng là rất lớn. Cái số người bỏ cuộc trong 3 tháng rất lớn. Trong 3 tháng đầu tiên ấy. Bởi vì sao? Cái lý do ấy là bắt đầu mình thay đổi. Từ vùng an toàn sang vùng không an toàn. Từ vùng thoải mái sang vùng không thoải mái. Ngày xưa mình đang làm một công việc gì đó được mọi người yêu thương. Đúng không? Chẳng ai cười chê mình cả. Chẳng ai đánh giá, chẳng ai phán xét gì cả. Thế tự nhiên bây giờ làm một cái công việc khác người. Đấy, thế là bắt đầu cái con người yêu thương của mình, cái nỗi sợ không được yêu, đấy, bắt đầu đối diện với những sự chỉ trích, phê phán, phàn nàn. Cường có bạn có con gái lớn ấy, bây giờ ví dụ như mình thành công như thế, biết bao nhiêu con người thành công như thế, nhưng bạn ấy mà tình cờ xem đâu đó mà trên mạng nói gì về đấy đa cấp, thấy bạn ấy rất là đau khổ, rất là buồn. Ví dụ như vậy. Cho anh đúng không nào? Thế thì bởi vì sao? Bởi vì khi mình hiểu được con đường mình đi, khi mình hiểu được ý nghĩa công việc của mình, khi mình là chính mình, khi mình tập trung vào mình, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, chỉ cần biết là sao mình phát triển, mình làm một công việc có ý nghĩa, có giá trị với bản thân mình và giá trị cho những người xung quanh, giá trị cho xã hội, giá trị cho thế giới này, thế là đủ. Còn ai nghĩ gì về mình không thể quản lý được suy nghĩ của người khác. Cái thứ duy nhất trong cuộc đời này mình có thể quản lý được đấy là quản lý suy nghĩ của mình. Thế cho nên là bố con thằng khác họ nghĩ gì về mình có giúp mình khỏe hơn được không? Đúng không? Họ đánh giá gì về mình, không ai có thể tắm thay được mình cả, không ai có thể ăn thay cho mình cả, không ai có thể sống được cái cuộc đời thay cho mình cả. Bố mẹ mình thì cũng không thể sống cùng với mình hết cuộc đời này. Đúng không? Vợ chồng chưa chắc, con cái chưa chắc, đúng không nào? Nên mình sống cái cuộc đời là chính mình, cho nên rất là quan trọng. Thế cho nên là trên cái hành trình mà làm công việc kinh doanh này nó rất thú vị. Nó thú vị ở cái gì? Nó là cái hành trình khám phá chính con người của mình, hành trình khám phá cái tài năng của mình, hành trình khám phá sức mạnh bên trong của mình,
cái hành trình nó khám phá, nó phát triển nội lực bên trong của mình, đạo đức trí tuệ nghị lực, phát triển thế giới nội tâm của mình. Một cái hành, và mình sẽ trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc buồn, lúc vui, lúc sung sướng, lúc hạnh phúc, lúc đau khổ, đúng không? Lúc bực tức rồi vân vân. Và đấy là một cái hành trình mà nó rất là thú vị. Và giống như thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh chia sẻ về năm thời khắc ấy. Và ai cũng phải trải qua, đi qua năm cái thời khắc đấy hết. Cái thời khắc đầu tiên là ra quyết định với Sibri, cái quyết định đó có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Cái thời khắc thứ hai là mình bắt đầu ấy, rơi xuống hố, đúng không? Bắt đầu bước ra khỏi cái vùng không an toàn, vùng không thoải mái. Bắt đầu lúc này cái đám mây, mây nó xuất hiện rất là nhiều, xung đột nội tâm. Mình thì thấy hay hay, nhưng về chồng hay vợ lại bảo ô, nó vớ vẩn. Về bố, về mẹ lại căn ngăn cản, rồi bạn bè, rồi vân vân. Thế lúc đấy là giằng xé nội tâm, lúc đấy cái nỗi sợ đối diện với cái nỗi sợ không được yêu rất lớn. Rồi cái hành trình đó bắt đầu mình, tại sao nó hay thế, chia sẻ người ta không đón nhận, bắt đầu nghi ngờ chính với bản thân mình. Và lúc này niềm tin với chính bản thân mình, đúng không nào? Rồi lúc đầu mình uống sản phẩm ấy, mình chưa hiểu, có thể nó đau lên đấy, thì bắt đầu mình nghi ngờ, có thể thậm chí da nó xấu hơn, da nổi mụn, và uống cái sản phẩm đấy nó khỏe, nó đẹp, thì tự thấy mệt hơn, thấy nó nổi mụn, rồi vân vân. Thì tất cả những cái thứ đó là đều phải trải qua hết. Thì cái thời khắc thứ hai đấy chính là cái thời khắc mà sao? Mình phải đối diện với rất nhiều thứ, để khi mà mình có niềm tin là tôi tin tưởng tuyệt đối. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, đúng không? Trong cái thời khắc thứ hai là nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng khi cho đến lúc, giống như Phương Anh đến bây giờ, đến cái giai đoạn này 2 tháng rưỡi rồi, đến cái lúc mà niềm tin tuyệt đối rồi, nhìn thấy rõ giá trị con đường rồi, tin vào con đường, tin vào môi trường, tin vào tất cả mọi thứ rồi. Thế thì lúc này bắt đầu mình thấy bình an hơn, mình thấy tự tin hơn, mình thấy tự nhiên hơn. Và bắt đầu kết quả kinh doanh nó đến. Ví dụ tháng này là 1.000 mấy rồi Phương Anh nhỉ? Rồi Phương Anh bật mic. Tháng này em đặt mục tiêu lên K5, nhưng mà đến hôm nay thì em đã được 1.500 rồi. Thì bao nhiêu tuổi trái em? Bây giờ em bứt phá luôn theo kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm của anh ấy, cho cá nhân cũng như là kinh nghiệm dẫn dắt, thì đến ngày hôm nay mà đã 1.500 thì em tạo cho mình một cái áp lực đủ lớn và đặt mục tiêu K6, kiểu gì cũng về. Kinh nghiệm là gì? Cái 10 ngày cuối ấy, thì doanh số bao giờ cũng bằng ít nhất là 20 ngày đầu. 10 ngày cuối doanh số bao giờ cũng ít nhất bằng 20 ngày đầu. Thế này, ngày hôm nay là ngày 13, em đang 1.500. Thì làm sao đấy em làm việc cho đến ngày 19, đúng không nào? 20 kết thúc click game ấy, 2.500. Thì cái khả năng để về K6 là rất cao. Hay hướng tới các vì sao thì kiểu gì cũng rơi xuống các tầng mây. Hướng tới ngọn cây thì rơi xuống đất. Và cái mục tiêu ấy, cái mục tiêu... mình làm quen với cái mục tiêu giãn, tức là kéo giãn mục tiêu. Và với một cái mục tiêu mà mình cảm nhận 100% mà chiến thắng ấy, thì mục tiêu đấy tốt, nhưng nó vẫn chưa cảm thấy sướng. Cái mục tiêu nó phải thách thức bản thân một chút. Nó thách thức bản thân một chút, đúng không? Và mình chiến cái mục tiêu đấy, mình sẽ thấy rất là sướng. Và khi mà mình đạt thì mình thấy phê lắm. Thế cho nên là kéo giãn cái mục tiêu đấy ra. Không anh nhá. Vâng, tháng này em cũng đặt mục tiêu sẽ kéo giãn này, vì em cũng phải cần phải vào trường chuyên bất chậm sớm nhất có thể. Yes. Ok, phải nhanh nhanh vào, bởi vì là hết tháng 6 năm nay ấy, là SO9 Dream Team là nâng lên K8 rồi. Thế còn những anh chị em K6 ấy, là các thủ lĩnh sẽ đào tạo, các thủ lĩnh của từng nhánh sẽ đào tạo. Cho nên là nhanh chóng vào SO9 Dream Team dành cho K6 trở lên, bởi vì hết tháng 6 năm nay là dành cho K8 trở lên. Thế cho nên tất cả anh chị em ở đây mà muốn học SO9 Dream Team trong tháng 7 thì lên K8, và muốn lên được K8 lên K6. Ok, cảm ơn Phương Anh. Thì thông qua cái hành trình của bạn Phương Anh, Cường cũng muốn đúc kết cho cả nhà hiểu về cái hành trình. Ai cũng vậy thôi. Cái thời khắc số 3 là cái thời khắc mình tin tưởng, mình dẫn dắt những con người khác đi đến thành công.
Mình tin tưởng là chắc chắn mình thành công, và mình tin tưởng là bất cứ ai đi cùng với mình nếu sẵn sàng học tập, sẵn sàng thay đổi, đúng không? Ham học hỏi và có sẵn sàng hành động, có khát khao thành công thì chắc chắn thành công. Cái lúc đấy là bắt đầu mình đi rất nhanh. Gia Phạm Phương Anh đang bước vào cái thời khắc số 3, tức là tin chắc mình thành công, tin vào bản thân mình, tức là 5 niềm tin nó tuyệt đối. Đấy. Và khi niềm tin tuyệt đối là năng lượng bắt đầu nó rất là lớn. Và năng lượng lớn thì bắt đầu, thì khi mà mình chia sẻ nó có nội lực. Và khi mình chia sẻ nó có nội lực thì những con người khác họ tin đi, họ tin tưởng là họ đi cùng với Phương Anh họ sẽ thành công. Và khi đó thì bắt đầu mình tập hợp được lực lượng, đúng không nào? Bởi vì nó nội lực từ bên trong nó tỏa ra thông qua ngôn ngữ cơ thể, thông qua giọng nói. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ xây dựng được đội. Đấy, và đến thời khắc thứ tư, đấy là cái thời khắc mà bắt đầu chiến thắng, đúng không? Ăn mừng các loại chiến thắng, dự án sẽ hơi rồi, thủ lĩnh rồi, du lịch vân vân. Mình cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc, cảm thấy mất ngủ. Nhưng đến cái thời khắc thứ năm ấy, là dù có thành công đỉnh cao đi thì mình vẫn là mình, vẫn an lành, vẫn an lạc, đúng không? Không vui quá, không có buồn quá, luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc, an lạc, và vẫn làm những gì mình đang làm. Thế thì ai cũng trải qua năm cái thời khắc như vậy. Thì mình phải biết là mình đang ở thời khắc nào. Mình biết mình đang ở thời khắc nào. Cái thời khắc mà thứ hai ấy, thì Cường hay gọi là cái hố C ấy. Cái lúc đấy mình đang ở dưới hố, mình dằn vặt nội tâm, xung đột nội tâm. Cái lúc này này là bắt đầu cái phần con nó thể hiện rất là lớn. Cái lúc ở dưới hố ấy, là lúc đấy phần người và phần con bắt đầu nó đấu tranh với nhau. Đây, để Cường vẽ lại cái hố C để chúng ta hình dung. Thế thì đây là cái giai đoạn cái giai đoạn xíu. Đây là trước kia mình đang làm một công việc gì đó, giống như Phương Anh làm ngân hàng, là xuất phát từ điểm A, ngân hàng VP Bank. Thế xong bắt đầu làm thấy mười mấy năm ngân hàng thì chẳng có gì thay đổi cả, đúng không? Thế bắt đầu cuộc sống nó nhạt nhẽo rồi vân vân. Thế bắt đầu đi tìm cách để thay đổi. Đấy, bắt đầu cũng thử sức với lại Amway hay là làm cái gì đấy, đúng không? Em bắt đầu đi tìm con đường. Tìm con đường thì khi đó tìm được Sibri. Bắt đầu tìm được Sibri. Nhưng Sibri nó rất là tốt, thấy rất là nhiều người thành công. Thấy lớp 3, lớp 8 nông dân bằng cá vân vân đủ thứ thành công. Đấy, và bắt đầu cũng rất là hưng phấn với cái cơ hội này. Nhưng mà làm ấy thì nó không đến thành công ngay, mà nó rơi xuống cái hố. Và khi mình làm thì mình rơi xuống cái hố, và cái hố này nó gọi là cái điểm C, mọi người hay gọi là hố C. Cái lúc này là thời khắc thứ hai, rơi xuống hố. Lúc này là, tức là khi mình bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn và mình bị rơi xuống hố. Cái hố này nó liên quan đến cảm xúc của mình, liên quan đến năng lượng của mình. Có nghĩa là lúc này bắt đầu rất nhiều xung đột nội tâm, bắt đầu đấu tranh giữa người hùng và thằng hèn, bắt đầu đấu tranh giữa mình sẽ đi tiếp hay là mình quay lại, bắt đầu nghi ngờ bản thân, và lúc này không biết là nó có đúng hay sai, mình đã chọn đúng hay chưa, không biết làm thế nào, không biết phải làm sao, rất là nhiều thứ. Tức là lúc này mây nó xuất hiện rất là nhiều, rất nhiều mây nó xuất hiện. Lúc này cảm xúc tiêu cực nó xuất hiện, suy nghĩ tiêu cực nó xuất hiện, xung đột nội tâm nó xuất hiện. Lúc này tức là cả bốn cái đám mây đấy nó đều xuất hiện. Cảm xúc tiêu cực xuất hiện, làm mãi không có kết quả. Với những người mà quan tâm đến kết quả, chia sẻ bị người khác phản đối, một số người bước vào rồi bỏ cuộc, đúng không? Cảm xúc tiêu cực nó xuất hiện, suy nghĩ tiêu cực, hình như nó không phải dành cho mình, hình như là Sibri cơ hội nó tốt thế, nhưng mà hình như mình không có duyên, ví dụ như vậy. Niềm tin hạn chế lúc này nó xuất hiện, và hình như là bắt đầu lúc này nghi ngờ về bản thân mình, chắc là mình không làm được đâu, vân vân. Tức là nó cứ bla bla, cái tiếng nói nhỏ ấy, nó cứ xuất hiện ở trong tay như vậy. Niềm tin hạn chế nó xuất hiện, đúng không? Đấy. Và xung đột nội tâm nó xuất hiện. Lúc này bắt đầu mình giằng xé, không biết là bỏ cuộc hay đi tiếp. Tức là lúc này mình sẽ giằng xé nội tâm theo kiểu như thế này. Không biết là mình quay về đây. Đấy. Quay lại cái máng sức, chẳng nhẽ lại bây giờ lại đi làm ngân hàng khác. Nếu mà làm ngân hàng khác thì cũng dễ thôi,
Nhưng mà bây giờ làm ngân hàng khác thế thì ước mơ mình lại chết à? Mình đang khát khao tự do cơ mà. Đấy, thế thì cái thằng khát khao tự do ấy, thì nó muốn tiến lên, đi tiếp, đó, để đạt đến một cái điểm D, một cái điểm thành công. Nhưng thằng hèn thì nó bảo thôi bây giờ quay lại thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Bây giờ làm ngân hàng thì chẳng ai cười chê mình cả. Và cũng tốt đấy chứ. Thế bắt đầu xung đột nội tâm, giằng xé, đấu tranh với nhau rất là nhiều. Và nếu để thằng hèn nó chiến thắng ấy, thì bắt đầu mình chỉ cần tặc lưỡi một cái thôi, thế là mọi ước mơ nó bị dập tắt, nó bị chết ước mơ. Và lúc đấy mình lại quay trở lại. Và cái rủi ro lớn nhất là khi quay trở lại là mình đã có ước mơ rồi, mình đã có khát khao tự do rồi, mình đã muốn thực hiện được những cái điều mình muốn, quyết định cuộc đời của mình. Nhưng khi quay lại đây ấy, thì lại sống với cuộc đời không phải là mình nữa, làm việc nó không hạnh phúc nữa, mình phải làm việc đấy, và mình sống nó rất là, nó không có, tức là trong trong lòng nó không an, mà đi làm cứ phải đi làm ấy, là như vậy. Nó không có nhưng nếu lúc đấy mình nỗ lực, có một bí quyết để giúp cho các bạn vượt hố C, bao nhiêu trong số các bạn Cường chia sẻ, ai đó mà đang ở hố C, ai cũng ở hố C, kể cả Cường lúc này đi hết sơ đồ trả thưởng nó vẫn có hố C mà, nhưng mà mỗi hố nó khác nhau nào. Nhưng mà bạn nào muốn Cường chỉ cho một cái cách để có thể vượt hố C thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Cái cách để vượt hố C rất đơn giản. Cái lúc này này, cái lúc mà ở dưới hố này này, bởi vì niềm tin hạn chế và bắt đầu mây nó kéo đến, mà mây nó có đến có khi còn bắt đầu nghi ngờ con đường kinh doanh trong mạng, bắt đầu nghi ngờ về công ty, bắt đầu nghi ngờ về hệ thống, bắt đầu nghi ngờ về chính bản thân mình, thì lúc này thường có dấu hiệu là mình không muốn liên lạc với ai nữa, mình không muốn kết nối với ai nữa. Lúc này bắt đầu mình xa rời hệ thống, vào học phập phù, mây đến thì không dám bật mic chia sẻ nữa, vân vân, nói lại thế. Và nếu mà để cái điều đó nó xảy ra thì rất dễ quay trở về điểm A. Thế có một cách, có một phương pháp rất đơn giản để giúp cho các bạn vượt hố. Đấy là gì? Luôn luôn kết nối với người hướng dẫn của mình. Luôn luôn làm việc theo hệ thống. Luôn luôn làm việc theo hệ thống. Luôn luôn kết nối với người hướng dẫn của mình. Cái cách để mình mạnh lên, để mình vượt được hố, bởi vì lúc này nội lực của mình đang còn yếu. Xuống hố là món quà tuyệt vời của tạo hóa để mình rèn nội lực, để mình tiến lên. Nhưng vì lúc lúc này nội lực của mình đang còn yếu, bị mây đen nó che hết ánh hào quang và mình không nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp nữa. Thế cho nên là bí quyết lúc này chỉ đơn giản, đấy là luôn luôn làm việc với người hướng dẫn của mình. Cái người hướng dẫn mà tích cực mà làm việc ấy nhá, chứ không phải cái người mà lại cũng đang ở hố C, cũng đang dằn vặt nội tâm thì hai đứa kéo nhau xuống hố. Đúng không? Lúc này phải luôn luôn kết nối với người hướng dẫn của mình, luôn luôn làm việc theo hệ thống, luôn luôn làm việc đổi nhóm, thì các bạn mới vượt lên được khỏi hố. Nếu mình không đủ, nghị lực chưa đủ, đúng không? Tình yêu thương chưa đủ lớn, trí tuệ chưa đủ để nhìn nhận đánh giá, cứ làm theo hệ thống và đến một lúc tự năng lượng nó có, và lúc đấy mình lên, lúc đấy mình lên, lúc đấy mình sẽ lên khỏi miệng hố. Theo quan sát, phân tích và đúc kết, thường cái người nào ấy chỉ cần 3 ngày mà không vào học và không làm theo hệ thống, nếu không phải một cái việc gì đấy nó bất khả kháng, thì người đấy sẽ rất nhiều khả năng bỏ cuộc. Cái người nào chỉ cần 3 lần mà không làm việc theo hệ thống, nó không vào học Zoom tối thứ tư, tối chủ nhật, không vào cơn lốc ngược nếu như ai đang sinh hoạt trong cơn lốc ngược, không liên lạc với người hướng dẫn của mình, chỉ cần 3 lần thôi, thì rất nhiều khả năng người đấy sẽ rời cuộc chơi. Vì sao? Bởi vì lúc đấy xung đột nội tâm và nó không được tháo gỡ, nó không có năng lượng, mất năng lượng. Giống như chơi game hết máu ấy, hết máu thế là game over. Cuộc đời mình nó cũng là một cái trò chơi thôi mà. Kinh doanh này nó cũng là, mình coi đơn giản nó là trò chơi thôi, nó là một game. Và cái game này mình muốn chơi được mình phải có máu, tức là phải có năng lượng.
và mình muốn có năng lượng thì mình cần phải theo hệ thống, bởi vì hệ thống đấy là cái bình bơm năng lượng. Hệ thống đấy là cái bình bơm năng lượng. Khi mà rời hệ thống là mình rời cái nơi cung cấp năng lượng. Nó cũng giống như là rời cái bầu sữa mẹ. Và lúc đấy là mình bị đói và mình bị hết năng lượng. Và mình bị hết năng lượng thì lúc đấy thằng hèn nó chiến thắng. Và thằng hèn nó chiến thắng thì mình lại quay về nơi xuất phát. Và lúc đấy tặc lưỡi cái là xong. Thế là thôi. Cuộc đời lúc đấy mọi ước mơ nó chỉ trở thành mơ ước thôi. Đúng không nào? Mình quay về. Đấy là sự khác nhau của người thành công và người thất bại. Người thất bại là người tìm cách quay đầu. Còn người thành công là phải tìm cách để vượt hộ, vượt lên. Thấy chưa? Và muốn vượt lên lại, các bạn cứ nhớ cái nguyên tắc cho cường lúc đấy. Lúc đấy là bắt đầu mình, Đức Phật gọi là vọng tưởng. Tức là tưởng tượng ra ma quái rất là nhiều. Tưởng tượng ra những thứ tiêu cực, tưởng tượng ra khó khăn, tưởng tượng ra đủ thứ. Thì cái lúc này này, cứ đi theo hệ thống, làm theo hệ thống, follow hệ thống, mình sẽ được bơm năng lượng. Đấy, giống như là cái hệ thống là cái bình bơm năng lượng, bắt đầu mình ra chia sẻ, mấy thằng nó tạt cho mình vài gáo nước, thế bắt đầu năng lượng nó tụt, thế về hệ thống lại bơm 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 bơm, ra lại có năng lượng chiến đấu, đi chia sẻ, lại bị từ chối, lại tụt năng lượng vào hệ thống, lại được bơm, u u u lên năng lượng ra chia sẻ. Đấy. Nó chưa có kết quả lại mất năng lượng vào hệ thống bơm. Thế nếu mà không vào hệ thống thế là mình ra là mình không, mình mất năng lượng và mình không được bơm năng lượng. Thế là tạm biệt chim én. Thế là như vậy. Và cái cách dẫn dắt tư vấn viên của mình, cách dẫn dắt tư vấn viên của mình cách khôn ngoan nhất là gì? Cách khôn ngoan nhất là luôn luôn phải biết đưa họ vào hệ thống. Và mình muốn đưa được tư vấn viên của mình vào hệ thống, bản thân mình phải vào cái hệ thống này theo cái dòng chảy này để có năng lượng, để truyền năng lượng cho họ, phải vào đây nó mới có năng lượng, đúng không? Vào đây mọi ước mơ trở thành hiện thực, cứ bám theo hệ thống, kiểu gì kiểu cũng đến đích. Cái đấy chưa ạ? Thế thì trong cái quá trình dẫn dắt thì các bạn luôn luôn phải nhớ là mình theo hệ thống, đi theo cái dòng chảy này này, và đưa tư vấn viên của mình, đưa những con tàu vàng tàu bạc của mình theo cái dòng chảy này. Đấy, để tất cả mọi người lớn lên. Một cái hình ảnh giống như này, nó giống như một cái hồ nước, nó giống như cái dòng chảy, nó giống như một cái dòng sông đầy dinh dưỡng. Mình là con cá, tư vấn viên của mình cũng là những con cá, thế mình bơi theo cái dòng chảy đó để mình có dinh dưỡng, mình lớn lên, và mình đưa cái đàn cá của mình cũng theo dòng chảy này cùng lớn lên, đúng không nào? Thì lúc đấy tất cả cùng tiến, lúc đấy tất cả cùng tiến. Thế cho nên hệ thống vô cùng quan trọng. Các bạn hình dung nhận. Không ai trong số tất cả chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta. Các bạn, kinh doanh này các bạn luôn luôn phải nhớ là teamwork makes dream work. Làm việc đồng đội sẽ biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đúng không? Không ai trên cuộc đời này làm giàu một mình được hết. Giỏi như Messi thì cũng phải có đội. Barcelona mới có thể có một Messi được. Giỏi kiệt xuất như Ronaldo thì cũng phải có Real Madrid, đúng không nào? Giỏi như Mỹ Tâm thì cũng phải có những ban nhạc hỗ trợ, những người tổ chức hỗ trợ, những ông bầu, có truyền hình, báo chí, vân vân. Trên cuộc đời này không ai có thể làm giàu một mình được hết. Không ai có thể thực hiện được ước mơ một mình. Giỏi như Louis cái ông mà phát hiện ra vaccine ấy, ông Louis gì nhỉ? Giỏi như ông ấy. Nhưng mà khi mà khám phá ra vaccine ấy thì phải có người dùng vaccine và có người triển khai nó chứ. Thì ông mới thành công được chứ. Đúng không nào? Ông phát hiện ra vaccine chả ai dùng cả. Thì chả có tác dụng gì cả. Đúng không nào? Thế cho nên là không ai trên cuộc đời này có thể hiện thực hóa được ước mơ một mình hết. Và các bạn luôn luôn phải nhớ như vậy. Cho nên là và tại sao có nhiều người bỏ cuộc ấy? Là nếu ai đó chưa làm leader, chưa có làm teamwork trong cái công việc của mình. Phải không nào? Tức là mình đang làm một công việc gì đó mà cái tính đồng đội nó rất thấp ấy. Đấy. Mình thường thường là xử lý cá nhân không ấy. Thì bắt đầu mình vào đây, bắt đầu mình làm việc teamwork. Bắt đầu mình làm việc với con người, bắt đầu kết nối nhiều, làm việc với con người. Thế bắt đầu là sao? Mình bước ra vùng không thoải mái.
Bởi vì trước kia là mình đang làm một mình thôi, mình ít phải làm việc đồng đội. Thế tự nhiên bây giờ lại đi chia sẻ, đi tìm đồng đội, xong bắt đầu làm việc đồng đội. Thế xong bắt đầu lại thấy người này tính cách thế này, người kia tính cách thế kia, đúng không? Đấy, thấy người này thì dễ chịu, người này thì khó chịu. Thấy người này nói xấu cái này, người kia nói cái kia, vân vân. À, bắt đầu lúc đấy, lúc này nếu như mình không biết là mình đang tập trung vào điều gì ấy, và mình tập trung nhầm. Nếu mình không biết là mình đang tập trung vào rèn luyện để bắt đầu chinh phục các mục tiêu của mình ấy, thì bắt đầu bị tập trung nhầm. Tập trung nhầm là gì? Bắt đầu là bởi vì thói thường mà, cái bản năng ấy nó dẫn dắt mình, tiềm thức nó dẫn dắt mình. Thế bắt đầu nhìn thấy điểm xấu này, thế tập trung vào điểm xấu này. Nhìn thấy người kia có đặc điểm kia, có cái điểm xấu kia, tập trung vào điểm xấu kia. Thế là bắt đầu cứ tập trung vào việc của người khác, việc của thiên hạ, đúng không? Mà quên mất là mình đang cần phải tập trung vào điều gì. Thế lúc đấy mình đã mây rồi, thế lại bắt đầu tập trung vào rất nhiều mây nữa. Thế là nó che hết ánh hào quang. Các bạn hình dung chưa? À, nó che hết ánh hào quang. Đấy. Và lúc đấy bị rời cuộc chơi. Vì vậy, để giúp cho chúng ta tiến lên, các bạn phải luôn luôn nhớ là chơi với người tích cực. Thường xuyên kết nối với người hướng dẫn. Và người hướng dẫn phải là người tích cực. Đúng nào? Thì cái người hướng dẫn mây bỏ qua, kết nối với người trên. Nếu không có người trên nữa, kết nối vào hệ thống. Chứ không kết, bởi vì các bạn phải nhớ này, cái lúc mà mây nó xuất hiện ấy, thì thằng hèn mà nó tìm thấy thằng hèn, thế mình thì đang thấy khó khó, thế là gặp một cái đứa nó cũng bảo, mình thì đang bảo ui công việc này khó nhỉ. Nếu nếu mà gặp anh hùng người hùng ấy bảo trời đơn giản, có cái gì mà khó, uống sản phẩm cho khỏe đẹp đi chia sẻ thì có tiền, có cái gì mà khó, thằng này từ chối lắc đầu gặp thằng khác, ví dụ thế. Nếu mà gặp người hướng dẫn, gặp người mạnh thì sẽ được hướng dẫn như thế, đúng không? Nhưng mà gặp cái thằng mà nó cũng đang bảo ui nó cũng đang mây, nó đang xuất hiện, cũng đang ở dưới hố C, nó cũng đang thấy khó khó, thế là chia sẻ với thằng khác công việc này mình thấy khó khó, thằng kia bảo ừ khó nhỉ, đúng rồi. Thế là hai thằng cũng bảo ừ rất là khó, thế thôi dắt nhau quay về, trở về cái mang sức. Các bạn thấy không nào? À, các bạn có, bây giờ mình quan sát lại những người bỏ cuộc ấy, các bạn có thấy có điều đó, nếu thấy giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thế cho nên là cứ học các cụ ấy, gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Muốn bay cao như Phượng Hoàng thì đừng bao giờ tập bơi với lũ vịt. Muốn muốn tiến lên thì đừng bao giờ chơi với người âm, đúng không nào? Phải biết tìm đúng người mà chơi mà hỏi chứ. Đúng, mình đang gặp rào cản thì phải tìm cái người mạnh hơn, tìm cái người nào họ đã tiến lên rồi giúp đỡ mình, chứ không phải đi tìm những người. Bởi vì sao? Tiềm thức dẫn bạn đến nơi mà tiềm thức muốn. Cái lúc này rất muốn tìm những người cùng cảnh ngộ để tâm tình chia sẻ. Đấy, và hai thằng âm chơi với nhau thì hai thằng đều xuống âm phủ. Yes. Rồi, bao nhiêu trong số các bạn hiểu những gì cường vừa chia sẻ giữa ngón tay cái? Rồi, cảm ơn cả nhà. Đấy, nhớ nha. Đấy. Đấy là cái cách để giúp cho chúng ta vượt lên. Đấy, giống như Phương Anh khi mà vượt lên được chính mình, bắt đầu sau 2 tháng rưỡi là bắt đầu sao? Niềm tin phơi phới là mọi thứ bắt đầu nó thay đổi. Cho nên là và phải tin ở cấp độ trải nghiệm. Ai cũng phải trải qua quá trình này hết. Tất cả không ai có thể thẳng tiến được hết. Ai phải trải qua quá trình này hết. Thế còn có những bạn đi rất nhanh ấy, giống như ví dụ Anna Nguyễn chẳng hạn, là bạn ấy đã trải qua cái quá trình này lâu rồi, mặc dù nó không phải công việc này nhưng nó là công việc khác, ví dụ như vậy, đúng không? Còn mình chưa trải qua cái hành trình làm chủ chính mình thì ai cũng phải trải qua cái giai đoạn này hết. Và cái giai đoạn dưới hố C ai cũng trải qua hết, không có ai là không trải qua đâu. Nó không hố này thì hố khác, đúng không? Và cái quá trình đó là cái quá trình tìm lại chính mình, cái quá trình quay vào, bắt đầu nội lực phát triển lên, bắt đầu sức mạnh nó đến từ bên trong, nó không phải đến từ bên ngoài. Đó. Bởi vì Sibri giống nhau, S69 giống nhau, thị trường giống nhau, à, và chỉ có mình là khác người khác thôi. Có mỗi mình là khác người khác. Thế cho nên là cái người mạnh ấy, là cái người luôn luôn tìm lý do ở bên trong. Luôn luôn quay vào mình và tìm lý do ở bên trong để mình phát triển lên. Thế còn thằng hèn ấy là luôn luôn tìm những cái thứ bên ngoài để đổ lỗi. Cái lúc ở dưới hố này, cái người mạnh này bắt đầu tạo biết quay vào bên trong và bắt đầu biết đi theo người mạnh để bắt đầu rèn luyện để tiến lên. Còn thằng hèn là luôn luôn tìm những thứ bên ngoài để đổ lỗi, biện hộ, biện minh cho những việc mình không làm được. Ví dụ như đổ lỗi là thiếu sản phẩm, ví dụ như đổ lỗi là người hướng dẫn của tôi ở xa, ví dụ như đổ lỗi là tôi không được hướng dẫn chi tiết, rồi bla bla, rất là đủ thứ.
ở nhà hình dung nào. Thì lúc đấy, đấy lúc đấy là bắt đầu phân biệt giữa người hùng và thằng hèn, phân biệt rất rõ giữa người hùng và thằng hèn. Thế cho nên có một cách đơn giản nhất, dễ nhất để vượt lên, thường xuyên kết nối với người hướng dẫn có năng lượng dương và làm theo hệ thống. Yes, rồi bao nhiêu số các bạn đã hiểu rồi, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Cứ đi theo dòng chảy, và đấy cũng là chính là cái bí quyết đứng trên vai người khổng lồ mà. Đúng rồi. Ok, và anh chị em nào có cái chia sẻ hoặc có câu hỏi gì bật mic trong hành trình mình đi, có gặp giao cản gì không nào? Xin mời cả nhà. Tôi Nguyễn Lương ạ. Rồi, xin mời chị Lương. Em chào thủ lĩnh quốc tế Siêu Huy Cường và chào tất cả các bạn trên Zoom. Tôi thì lúc trước kinh doanh truyền thống thì tôi bị hồ sơ liên tục. Khi mà còn khi mà vào đến CVT thì nghĩa là mình cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi, thì mình cũng khi mà mình lúc đầu tiên ấy, mình gọi được một buổi chiều mình gọi cho 70 người họ tập máy hết, mình cũng bị tụt cảm xúc. Xong rồi mình nghĩ rằng là cũng nghĩ đến công thức của Siêu Huy Cường chia sẻ là tìm người tiếp theo, và mình có nhớ ra là mình có đọc ở cái quyển sách của Chiến thắng con quỷ trong người bạn, thì có khi mà ông Napoleon Hill đi đến chỗ thành phố Philadelphia ấy, thì ông ấy có gọi cho tất cả mọi cuộc nhưng không được, đến cuộc cuối cùng thì ông mệt quá rồi ông nằm ở giường, thì ông ấy giật mình nhớ ra cái cuộc đấy, và đó là cái niềm động lực để cho mình không bao giờ mình bị tụt hồ sơ. Mặc dù là trong cuộc sống thì rất là nhiều hồ sơ nhưng mà mình chỉ khóc một lúc thôi, xong mình lại tỉnh táo, lại còn vui hơn trước, và mình đã cảm ơn là mình đã vượt qua được một chặng đường đấy. Xin cảm ơn thủ lĩnh và mọi người đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn chị Lương. Nó cũng giống như là một cái chàng học võ. Thế là học võ xong bắt đầu ra thi đấu, vì chúng nó đánh cho tơi tả, đúng không? Về lại gặp thầy, thầy lại trang bị cho vài miếng nữa, ra lại đánh. Có thằng lúc thì thắng, lúc thì thua, thua về lại hỏi thầy, thầy lại trang bị tiếp ra thi đấu, đấy, rồi dần dần trở thành nhà vô địch, đúng không? Thì đó, đấy là một cái hành trình. À, hôm trước Cường đã cũng từng chia sẻ trên kênh Lốc Ngược ấy. Cứu được cuộc đời của một con người là phúc đẳng hà sa, đó. Chứ không phải là cứu một mạng người, cứu cuộc đời của một con người, tức là một cái con người mà sống theo bản năng ấy, bèo dạt mây trôi ấy, cứ để cái dòng đời nó cuốn trôi mình đi và chẳng có ước mơ, chẳng có mục đích gì cả, đúng không? Luôn trì hoãn, luôn biện hộ, đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho thế này, đổ lỗi cho bố mẹ không sinh ra ở cái con nhà giàu, đổ lỗi cho cơ quan mãi chẳng tăng lương, đổ lỗi cho đất nước mãi không nâng lương cơ bản, rồi vân vân ấy. Và sống cái cuộc đời như vậy. Thế thì bây giờ vào cái hành trình này này, thế nào là cứu được một cuộc đời của một con người? Khi mà vượt hố ấy, là bắt đầu con người đấy bắt đầu trở thành một con người mạnh hơn, một con người dám đối diện và sống là chính mình, bắt đầu buông đi được những cái mặt nạ, đúng không nào? Không còn sĩ diện hão nữa, ai nói gì đấy là việc của họ. Đó. Rồi bắt đầu là con người khỏe mạnh hơn, yêu thương hơn, bắt đầu trí tuệ hơn, nghị lực hơn, đấy, dám theo đuổi ước mơ đến cùng, cam kết với bản thân là hiện thực hóa ước mơ đến cùng, cam kết với bản thân là giúp đỡ mình, giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ những người khác. Và khi đó, đấy là cứu được cuộc đời của một con người sống theo một cái lối sống lành mạnh, để con người đó càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tiến lên. Đó. Để không những họ thay đổi, con cái họ thay đổi, dòng họ thay đổi và biết bao nhiêu những con người khác được thay đổi. Đấy, nghề này nó là như thế. Chứ cái nghề này nó không đơn thuần là đi bán vài cái sản phẩm. Các bạn hình dung không? Nghề này nó là ngành giáo dục, huấn luyện đào tạo phát triển con người để cứu được cuộc đời của một con người phúc đẳng hà sa, đúng không? Phúc đẳng hà sa, các bạn biết là phúc đẳng hà sa thì nó tức là phúc trùng phùng. Đơn giản thôi, nếu mình hiểu về luật nhân quả, mình muốn có phần thì cứ phải tạo phúc thôi, đúng không? Không phải phải mà cứ sẵn lòng đi tạo phúc, giúp đỡ người khác tạo phúc thì phần nó sẽ lớn, phúc càng lớn thì phần càng nhiều. Phần ở đây ấy, nó có cả phần tài chính, phần tiền bạc, nó có cả phần sức khỏe, nó có cả rất là phần nhiều phần khác nữa, chứ không chỉ phần là mỗi tiền đâu, nó rất là nhiều phần khác. Thế cho nên các cụ nói rồi, có phúc thì có phần. Việc của mình là gì? Việc của mình đấy, rèn luyện để mình phát triển mạnh lên, đúng không?
rồi để mình dẫn dắt hướng dẫn đồng đội của mình mạnh lên để cứu được cuộc đời không những một người. Một người thôi đã là phúc đẳng hà sa rồi, cứu được cuộc đời của một con người là phúc đẳng hà sa. Không biết bao nhiêu con người, đúng không? Thì phúc trùng phủ. Cả nhà như vậy là đấy là con đường chúng ta đi. Đây là công việc của mình. Thắp sáng và dẫn dắt, thắp sáng ước mơ. Có phải bình thường là con người bị chết ước mơ không? Số đông là chết ước mơ. Thế bắt đầu dần dần vào đây được thắp sáng ước mơ càng ngày càng lớn lên, giống như Phương Anh chia sẻ này, ước mơ bắt đầu càng ngày càng lớn lên, niềm tin càng ngày càng lớn lên, bắt đầu dẫn dắt vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Đấy là lúc đấy cứu được cuộc đời của một con người. Đúng không? À. Cho nên nghề này là nghề thắp sáng và dẫn dắt. Chứ không phải nghề bán vài cái sản phẩm. Thế còn đương nhiên, cái sản phẩm đó là công cụ thì mình vẫn phải uống. Tức là mình uống để cho nó khỏe, trẻ đẹp và mình lan tỏa, mình chia sẻ những câu chuyện đó thôi. Nhưng đấy là phần rất nhỏ, nó chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm? 2% thôi. Nó chỉ có chiếm 2%. Và cái công việc 18% để tìm đồng đội, để có người mà thắp sáng dẫn dắt chứ. Nếu không có người làm sao mình thắp sáng và dẫn dắt ai bây giờ? Và đương nhiên muốn có người được thì phải thắp sáng dẫn dắt mình trước. Và làm theo hệ thống để mình có năng lượng, để mình có người. Và bắt đầu mình học cái cách thắp sáng ước mơ và dẫn dắt. Đó. Vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Đấy, và lúc đấy cuộc đời của một con người, khi lúc đó mình cứu được cuộc đời một con người, thì phúc đẳng hà sa. Nhà hiểu công việc chưa? Thế cho nên là nếu mà những người người ta không có sự hiểu biết sâu sắc về ngành này, ui rồi thằng trên đang của thằng dưới, ui rồi lôi nhau vào, ui rồi tốt thế, sao không bảo cả họ mày làm đi, cả họ mày làm đi. Có bao giờ cả nhà bao giờ có nghe được cái câu bảo sao tốt thế không bảo cả họ mày làm đi? Cả họ có bao, thứ nhất là mọi thứ do nhân duyên, cái thứ hai ấy, là có phải ai cũng có khát khao thay đổi đâu. No. Con đường này nó tốt thế, có phải ai có khát khao thay đổi đâu. Đúng không nào? Bởi vì cái thằng hèn nó dẫn dắt mà. Cái thằng lười nó dẫn dắt mà. Cường có thằng em trai ở Huế. Đấy. Mình thì mình muốn giúp nó bảo em không thích công việc này, thế chịu. Đúng không? Nào. Cái người mà không muốn thay đổi thì làm sao mình giúp họ thay đổi được. Đúng không nào? Không có cách nào có thể giúp được cả. Thế cho nên là tại sao tốt thế không bảo cả họ mày làm như vậy? Tất cả là do phúc đức và nhân duyên hết. Đúng không nào? Và chỉ có những người chăn trở, đau đớn hoặc là muốn thay đổi, hoặc là muốn cái tiêu chuẩn sống nó tốt hơn, nó cao hơn, thì lúc đấy cơ hội đến. Trong 17 tư duy triệu phú ấy, ông T.H. Eker ông có nói, người giàu thì luôn luôn tìm cơ hội và trân trọng cơ hội. Đấy, và nắm bắt cơ hội, và thấy cơ hội thì biến nó thành kết quả. Nhưng người nghèo thì khi thấy cơ hội thì bắt đầu chỉ sợ mình mất cái gì thôi. Chỉ sợ mất thôi. Người nghèo ấy, khi được chia sẻ cơ hội, nhìn thấy cơ hội chỉ sợ mất. Đầu tư chỉ nghĩ đến rủi ro. Thế còn thằng giàu ấy là nó đã đánh giá mọi quá trình rồi. Và cái khả năng sinh lời bao nhiêu, khả năng phát triển bao nhiêu. Rất khác nhau, đúng không? Ví dụ, cùng uống sản phẩm thôi. Cái người có tư duy giàu ấy là uống vào để mình có niềm tin, để mình có năng lượng, để mình chia sẻ, để mình có thể giúp đỡ người khác, đúng không? Giúp được càng nhiều người thì tiền càng nhiều. Như cái thằng nghèo là uống vào chỉ sợ mất tiền, chỉ sợ mất. Uống 2,6 triệu hay 5,2 triệu là chỉ sợ mất thôi. Tôi chết rồi, nhớ bây giờ đang đi làm 10 triệu một tháng, uống hết 5,2 triệu bây giờ thì làm nào bây giờ? Không nào. Tư duy rất khác nhau, vô cùng khác nhau. Đấy là lý do tại sao cần muốn các bạn livestream 17 bí mật tư duy triệu phú ấy. Và cứ sau mỗi một đầu tiên ấy là nhận thức bằng ý thức chưa hiểu đâu, cho đến khi nào tiềm thức nó hiểu. 17 cái bí mật đó mà nếu mà mình áp dụng được ấy, đấy chính là tinh thần doanh nhân ấy. 17 tinh thần doanh nhân là mình lớn lên rất là mạnh. 17 cái tinh thần doanh nhân đấy, người giàu chơi để thắng đúng không, người nghèo chơi là để không bị thua. Cho nên là mình tham gia vào cuộc chơi này là để thắng, chiến thắng bản thân mình này. Còn người nghèo tham gia vào cuộc chơi là chỉ để không bị thua thôi. Không nào? Trong 17 cái bí mật tư duy triệu phú đó chính là 17 tinh thần doanh nhân rất lớn. Người giàu thì nghĩ lớn, đúng không? Đấy. Còn người nghèo thì cứ nghĩ loanh quanh, vân vân. Ok, cảm ơn chia sẻ của chị Lương. Anh chị em nào muốn hỏi gì tiếp tục hỏi hoặc chia sẻ. Xin mời.
ai đã có những cái quá trình trải nghiệm mà ở dưới hố mà vượt lên rồi có thể chia sẻ cho mọi người nghe, hoặc là ai đang ở dưới hố cũng có thể chia sẻ là mình lúc mình đang ở dưới hố mình cảm xúc thế nào, xem có đúng bắt đầu mây, bốn đám mây xuất hiện không, có đúng là suy nghĩ tiêu cực không, cảm xúc tiêu cực không, niềm tin bắt đầu nghi ngờ bản thân không, niềm tin hạn chế không, có giằng xé nội tâm không, đúng không? Rồi, xin mời. Em anh ơi, em Nguyễn Ok. Dung. Rồi, xin mời Nguyễn Dung. Vâng, em chào anh, em chào các anh chị trên Zoom. Để mà nói là tại thời điểm này hiện diện ở Siri thì đúng là em đã trải qua một cái rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc, và cái hố C thì nó đến với mình nó đến nhanh và nó không chịu đi nhanh. Khi mà mình tìm hiểu được cái con đường này mình rất là yêu rồi, và mình đi chia sẻ với một số những cái người mà em này có bị một cái điểm yếu, đó là em chọn người và em cho rằng là một cái số những cái người này người ta rất là tiềm năng và em chỉ tập trung vào họ thôi, em không làm theo cái danh sách người quen như hướng dẫn, là làm mình làm từ đầu đến cuối, từ 1 đến 10, từ 10 đến 20, xong bắt đầu là mình lại làm tiếp. Và em chọn người và xong khi mình chọn người mình cũng tuyển được họ xong rồi họ ký hợp đồng và họ không làm việc. Thế là mình quay lại mình hỏi bản thân mình, trước đây thì mình làm cái công việc trước đây thì xin giới thiệu với một số các anh chị em chưa biết về Dung, đó là nhà Dung có một cái xưởng sản xuất nhỏ nhỏ, thì vợ chồng Dung cùng làm cái công việc đó, nhưng mà Dung rất là khao khát được tự do, từ nhỏ đã có cái khao khát tự do rồi và cái tính độc lập của mình cũng rất là lớn. Vì thế khi mà biết đến cái con đường Siri này là mình rất là yêu và mình rất là muốn rằng là đây sẽ là cái sự nghiệp của bản thân mình, nhưng cái thời điểm đầu bắt đầu nó cũng rất là khó khăn. Khó khăn cũng như anh Cường đã nói rằng là cái trước đây công việc của mình chỉ làm công việc của mình thôi, mình không có làm việc về con người nhiều. Thế cho nên là khi một số người từ chối này, thì xong rồi một số người người ta theo mình, người ta không làm việc này. Và khi mà chị may mắn trong cái cuộc đời của em, nó là gặp được chị Trần Thị Kim Dung. May mắn đầu tiên là gặp anh Cường, biết đến cơ hội Siri, nhưng mà cái người cứu vớt cuộc đời em là chị Trần Thị Kim Dung. Chị luôn trong cái thời điểm mà em biết cái lý do là em còn phải lo cơm áo gạo tiền, thì chị là cái người mà thỉnh thoảng chị lại gọi điện, dạo này em thế nào, công việc ra sao, thế còn yêu Siri không. Kiểu kiểu là như vậy. Trong cái thời điểm đấy thì là em không chịu vào Zoom đâu, em thấy mọi người phát triển thì cũng rất là sốt ruột, thế nhưng mà lại quay lại nhìn lại mình rằng là mình như thế này, mình như thế kia, mình không thể được như mọi người, thế cho nên là mình không phát triển được, mình chưa mở rộng, mình chưa thành công là đương nhiên thôi. Là em không chịu vào Zoom cái thời điểm đấy đâu, em còn đi lang thang, em đi tìm các kiểu, nào thì bán nước ép này, nào thì đi chơi cùng với đội bất động sản này, đi với đội xây dựng để tìm. Đến lúc đấy vẫn trong tình trạng tìm tòi xem là có một cái gì đó nó có thể là song song, ý là lấy ngắn nuôi dài. Cái ước mơ Siri, con đường Siri của mình là mình chắc chắn mình sẽ theo rồi. Thế nhưng mà tại thời điểm này mình chưa thành công, mình phải tìm một cái gì đó để mình nuôi sống bản thân mình và các con của mình trước đã. Đấy, lúc đấy em viện cái lý do là như thế. Thế nhưng mà khi mà đi tìm hiểu thì mình thấy không một cái công việc nào được như ở Siri cả. Đấy, làm cái gì cũng phải bỏ vốn, thế rồi cũng kinh doanh thì phải có mặt bằng, mà trong thời điểm đấy là mình không có vốn, thuê mặt bằng thì rất là đắt. Đấy, làm các cái công việc khác cũng phải đi lang thang rất là nhiều, và đi lang thang thì va chạm xã hội, rồi là ăn là nhậu là thế này thì kia, em không thích cái con người như thế. Và lúc đấy bắt đầu em phải tỉnh ngộ và bám sát hệ thống, kể cả lúc đấy chưa có ai, anh Cường lúc nào cũng cứ nói rằng là không được đi sự kiện một mình, không được đi học một mình, nhưng mà lúc đấy mình có một mình vẫn đi học, mình vẫn đi sự kiện. Chứ nếu mà lúc đấy mình mà không đi thì chắc là giờ này không còn một Nguyễn Thị Dung hiện diện ở Siri nữa rồi. Đấy, và bám chị Dung, bám hệ thống, chơi với tất cả mọi người. Lúc đấy mở lòng mình ra, mình không những chơi với đội nhóm của mình chơi với các đội nhóm khác, ai năng lượng mình cũng chơi, chơi để học hỏi kinh nghiệm,
chơi để biết rằng là họ cũng gặp những các cái khó khăn như mình, chứ không phải một mình gặp. Để có cái ngày hôm nay thành công như họ, họ cũng gặp hồ sơ rất là nhiều, họ cũng bị phản đối, họ cũng có những người không làm cùng với họ. Thế nhưng mà anh Cường vẫn nói rằng là tập trung vào bản thân mình, và lúc đấy em tập trung vào bản thân em không nhìn về bên ngoài nữa, không viện các cái lý do bên ngoài để bào chữa cho cái việc là mình chưa thành công. Và lúc đấy bắt đầu mình tập trung vào bản thân mình, tập trung vào gây dựng gọi là một cách mãnh liệt cái con người mình, để mà làm sao mà lúc nào em cũng lấy anh làm hình tượng, mình sẽ là trong tương lai mình sẽ là một con người như thế, và anh làm gì thì em làm đó. Và những cái lúc mà mình định bỏ cuộc thì lên trên Facebook thỉnh thoảng anh lại cho một cái bài tút như vả vào mặt ấy, mình cảm thấy mình cảm thấy rất là ôi trời ơi, anh nói như kiểu vả vào mặt mình này mà mình có đến nỗi kém cỏi gì đâu mà mình không làm được thì nhục quá. Thế là bắt đầu từ trong khi tập trung vào bản thân mình thì mọi thứ, công nhận là mọi thứ nó đến. Cuộc sống của mình, cách nghĩ của mình, rồi hệ thống con người nhiều khi không tuyển họ cũng đến đó. Thì cái bài học em cũng rút được ra được rằng là hố C ai cũng gặp đấy, hố C ai cũng gặp, nhưng mà họ khác nhau là cách vượt qua. Và ở S69 ở Sivri thì quá tuyệt vời là có chỗ để cho chúng ta bám đấy, chỉ cần bám vào Zoom thôi, kể cả hướng dẫn của mình không không ở gần mình hay là không sát sao mình, thì mình chỉ cần bám vào hệ thống là đã vào Zoom thôi, đã là đủ rồi, không phải đi tìm cái gì ở bên ngoài nó quá xa xôi. Đó là một chút cái bài học của em. Ok, Cảm rồi. ơn người đã Cảm lắng ơn. nghe. Chúc mừng Nguyễn Thị Dung. Chúc mừng Nguyễn Thị Dung. Yes. Hành trình vượt hố. Ai có hành trình vượt hố. Một trong những cái sai lầm lớn nhất mà khiến cho chúng ta ở hố lâu và mình không tiến lên ấy. Một trong những sai lầm lớn nhất. Bởi vì chúng ta biết là như thế này này. Mỗi một người là một xuất phát điểm khác nhau, một ngành nghề khác nhau, đúng không? Và mình làm một công việc nào đó nó lâu rồi và nó ăn sâu vào tiềm thức, nó ăn rất sâu vào tiềm thức. Và các bạn luôn luôn nhớ câu là gì? Tiềm thức dẫn bạn đến nơi mà tiềm thức muốn, chứ không phải đến nơi mà bạn muốn. Tiềm thức của mình, ý thức thì muốn tự do, nhưng thằng tiềm thức nó cứ quay về làm công ăn lương, bởi vì mình đã làm quá lâu rồi. Các bạn hiểu không? Nó đã ăn rất sâu vào tiềm thức rồi. Nó đã thành những cái rãnh, tức là hằn, những cái vết hằn trên não ấy. Đúng chưa nào? Đấy, nó hằn rất sâu rồi và nó dẫn dắt mình. Thế thì cái lúc bắt đầu mình sang bước vào Sibri và tự quyết định cuộc đời của mình, làm chủ chính mình, làm chủ thời gian của mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ tất cả mọi thứ, làm chủ công việc. Nhưng tiềm thức nó cứ dẫn dắt mình ổn định, ổn định, ổn định, ổn định và ổn định, quay về cái nơi cũ, phải không nào? Bởi vì sao? Tiềm thức nó rất là mạnh, nó sẽ dẫn dắt. Thế thì rồi cái thứ hai là tiềm thức nó dẫn dắt cái gì? Tiềm thức, ý thức thì bảo là phải làm theo hệ thống, làm theo người thành công thì mới thành công, đấy là ý thức. Nhưng tiềm thức nó bảo không, cứ phải làm theo cách của mình đấy. Ngay từ những việc rất đơn giản là người hướng dẫn hệ thống dẫn đường hướng dẫn mình uống 100 điểm hoặc 200 điểm, như tiềm thức nó bảo là không phải uống theo cách của mình đâu. Cái này như chân rồi bảo lập danh sách người quen biết xuống 200 người đấy, thì tiềm thức nó bảo không, bây giờ là phải chọn cơ, đúng không nào? Thế thì cái thứ mà nó ngăn cản chúng ta tiến nhanh tiến xa ấy, chính là cái thứ là cái tiềm thức nó dẫn mình làm theo cách của mình và làm không theo cách của hệ thống dẫn đường của người thành công hướng dẫn, và mình bị lâu. Và mình đã không theo thì đương nhiên làm sao mình sao chép vào nhân bản được, các bạn hiểu không? Mình đã làm một phiên bản lỗi rồi thì làm sao mình tạo ra được phiên bản đẹp, đúng không? Thế cho nên là mình phải là cái vòng tròn đầu tiên, là một cái phiên bản tốt nhất, phiên bản đẹp nhất, phải một cái bản copy hoàn hảo, hệ thống hướng dẫn nào copy chính xác như thế, sau đó nhân bản, đúng không? Thì cả đội tiến nhanh lắm, tiến rất nhanh. Đấy, bây giờ bảo 200 người, lập danh sách người 200 người,
mình kết nối hết thì kiểu gì chẳng có vài người, đúng không? 100 người kết nối có 20 người nghe, 20 người nghe, kiểu gì chẳng có 6 người ký hợp đồng, ít nhất phải có một người làm việc. Không, nên rủi ro nhất thì 200 người mới cái người nào mà không rút được bài học mà năng lượng quá thấp thì 200 người coi như làm nháp đi, lúc đấy nó đủ mạnh rồi. Không nào, nhưng không làm theo hướng dẫn đấy. Và làm theo cách của mình, vì làm theo cách của mình sẽ có kết quả theo cách của mình, và mình không sao chép vào nhân bản được. Đấy cũng là một trong những lý do rất lớn khiến cho người ta không tiến lên. Thế cho nên các bạn biết là hệ thống và quy trình rất quan trọng, đúng không? Hệ thống và quy trình rất quan trọng. Bây giờ ví dụ mẹ mình đã xào cái món rau gì đấy rất ngon rồi, và mình ăn thấy rất ngon rồi, người khác ăn cũng thấy rất ngon rồi, rất bổ rồi, rất tốt. Việc của mình là hỏi mẹ công thức xào cái món này như thế nào cho nó nhanh. Tội gì mà ngồi sáng tác cho nó lâu, đúng không? Các bạn hình dung chưa? Đấy. Đấy cũng là một trong những lý do. Rồi, xin mời anh chị em khác chia sẻ nào. Tôi, em Hà Viện. Xin mời Hà Viện. Hà Viện. Ok, Hà Viện. Em chào anh ạ, em chào tất cả anh chị em ở trên Zoom ạ. Rồi. Cái hồ sơ ấy thì em thấy là ai cũng trải qua. Như bản thân em ấy thì em cũng có rất là nhiều những cái rào cản và cái tâm lý khi mà bắt đầu vào cái môi trường này. Cái thứ nhất thì là cái đa cấp thì em sẽ giải quyết từng cái một. Đa cấp thì mình sẽ giải quyết là về đa cấp, rồi tại sao mình như thế, và mình những cái người càng phản đối mình nhiều thì mình sẽ cho mình một cái động lực là mình sẽ gặp cái người đấy đầu tiên, coi như chỉ là một cái cuộc nói chuyện và mình hỏi theo kiểu trao đổi thôi, chứ cũng không chia sẻ gì về cái cơ hội mình làm. Và cái rào cản thứ hai của em tức là gia đình. Đầu tiên thì chồng em cũng không phản đối, và chồng cũng vẫn cứ nói theo cái tư duy là tại sao em cứ phải tìm hết môi trường nọ môi trường kia làm gì, chỉ cần làm văn phòng 5-6 triệu là được rồi, gia đình con cái. Và những cái buổi tối vào Zoom ấy mình cũng bị rào cản, tức là chồng bảo được con cái các thứ thì không để ý, suốt ngày cứ vào học hành mấy cái vớ vẩn các thứ đấy làm gì, có tạo ra thu nhập rồi, là chỉ cần như thế kia thôi, rồi đa cấp nọ kia thứ, xong rồi đừng có bao giờ liên hệ với cả những cái người bạn bè của tôi. Đấy, em cũng cứ ai mà bị cái rào cản như thế thì mình cũng chỉ có tập trung vào chính mình. Và dần thì mình thay đổi thì tự chồng cũng nhìn nhận thấy những cái tích cực của mình. Và mình tiến lên mỗi ngày. Thì ở cái kết quả thì em, cái kết quả của em thì em cũng có một cái may mắn hơn mọi người là em có được những cái đồng đội rất là hỗ trợ. Và trao đổi tuyến trên, tuyến dưới rất là tạo động lực cho nhau. Đội nhóm của em thì cũng rất là đoàn kết. Em chỉ bị những cái rào cản nhỏ nhỏ như thế thôi. Nhưng mà cái mà em thấy là mình cứ vào trong Zoom, Zoom nó như là, như các anh chị cũng đã nói ấy, cứ là củi tươi thì cũng cháy. Mình cứ vào theo dòng chảy, cứ lúc nào mà em thấy tụt năng lượng hoặc gì đấy thì em sẽ mở những cái video với anh Cường dạy. Tại vì em thần tượng anh Cường hoặc là em thần tượng Anna thì em chỉ nghe những người đấy thôi. Còn những người mà cũng là thủ lĩnh nhưng mình không thấy hợp phong cách thì em cũng không nghe. Và em nghe của Phạm Thành Long chẳng hạn, hoặc là thầy Phạm Ngọc Anh, đấy em chỉ nghe những người đấy. Cứ mình tụt ở đâu thì mình lại mở mình nghe thường xuyên. Chứ còn là cũng có rất nhiều lúc tự nhiên em cũng nghĩ chứ, mình mặc dù là niềm tin cũng 90% rồi, nhưng mình vẫn bị lúc này bị một cái người nào đấy hoặc bị những cái người thân nào đấy rất là thân với mình, mình chia sẻ nhưng người ta không đón nhận thì mình cũng bị một cái gì đấy. Đấy thì cái em chia sẻ cái kinh nghiệm của em. Cảm ơn okay. Anh chị lắng nghe ạ. Dạ. Cảm ơn Hà Vi. Tháng rồi bao nhiêu củ Hà Vi? Tháng vừa rồi em được 21 triệu bao nhiêu ạ? Ok, chúc mừng. Em có bảo với chồng em cứ bảo là 5-6 triệu, em bảo là thì anh cứ để cho em làm 5-6 triệu với 8 triệu thì em làm 20 năm nữa em mới về hưu. Còn nếu mà em xác định làm con đường này chỉ 5 năm em về hưu rồi. Bây giờ anh chọn thế nào? Thế ông xã bảo sao? Ông xã bảo là chứ, thế cứ thử xem như thế nào. Bây giờ bảo là mấy tháng có ô tô với cả lương thu nhập bây giờ là bao nhiêu. Rồi cứ âm thầm chiến đấu, sau này đỗ xịch Mercedes Benz về nhà nha. Vâng. Em cứ tập trung vào mình thôi, cứ âm thầm chiến đấu, không chia sẻ lương, không chia sẻ gì cả. Rồi,
Cảm ơn Thảo Vy rất nhiều. Tháng này chuyên nghiệp tiến lên. Yes. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Hoàng Hà nè, Hoàng Hà chia sẻ nè. Xin mời Hoàng Hà. Em có những lúc nào ở dưới hố không? Em xin chào anh. Xin chào các anh chị em trên Zoom ạ. Em thì em rất yêu thích cái công việc này là vì em muốn giúp đỡ người khác. Người ta có được sự thay đổi trong cuộc sống, có một niềm vui và hạnh phúc thật sự. Em nên là khi mà em mới đầu vào em rất năng lượng. Em tuyển ra nhiều người và đồng đội em cũng tuyển ra người. Sau đến lúc mà em tháng thứ hai, những ngày cuối em bị ốm. Em nằm một chỗ ấy, xong mình bảo đồng đội mình. Tự dưng cái đồng đội thì lại bảo là em đồng đội bảo với nhau thôi, tức là cảm thấy là cũng không 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 thể giúp được chị ấy. Tự dưng mình mình bị tụt anh ạ. Em phải tụt mất 20 ngày. Thế xong rồi em nghĩ bụng em bảo là mình cứ bảo là mình thích đi giúp người khác, nhưng mà thực ra người ta lại nghĩ là người ta đang làm cái công việc này là để giúp mình, là vì mình được hưởng một cái lợi gì đấy nên là mình mới mời người ta vào làm. Thế tự ra mình đang sai ở chỗ nào hay là cái cách của mình ra làm sao? Em cứ loanh quanh luẩn quẩn mà phải 20 ngày em không làm gì, không chia sẻ một ai và cũng không kết nối với một đồng đội nào luôn. Em mặc kệ. Xong mình nghĩ bụng mình bảo thật ra mình làm với cái tâm thế là cho đi cơ mà. Thì ai đủ duyên đủ phúc thì nhận, đúng không? Tại sao mình lại như thế nhỉ? Mình vừa mới bắt đầu mới gặp một chút thử thách thôi, mình đã suy nghĩ nó khác rồi. Mình đây đúng có kiểu đúng là mình là muốn cho đi nữa không? Đúng là cái ước mơ của mình là xây dựng một cái ngôi nhà hạnh phúc lớn như thế không? Em lại quay lại lấy lại tinh thần em mà. Thôi ai không đủ duyên thì cứ đi sau, rồi khi nào đủ duyên đủ phúc, khi nào hết những cái duyên cái nghiệp vất vả ở ngoài kia thì sẽ biết được cái sự sung sướng này sẽ đi theo mình sau. Bây giờ mình cứ đi trước, mình phải đủ năng lượng đã. Mình phải đi trước để mình biết là cái đường đi nó như thế nào thì mình mới dẫn tiếp được. Và mình chắc chắn mình sẽ không bỏ rơi ai cả. Nhưng mà ai mà chưa cần thì thôi cứ đợi đấy. Em lại tiến. Bây giờ em chắc chắn là em không bao giờ bị tụt năng lượng nữa. Yes. Rồi, cảm ơn Hoàng Hà. Rất hay, quá trình đã vượt hố. Có một cái, qua cái câu chuyện của bạn Hoàng Hà ấy, thì chúng ta phải để ý cái câu chuyện dẫn dắt. Cái việc mà chúng ta có được tiền chỉ 1%, còn cái việc mà dẫn dắt 99% là công việc giúp đỡ người khác. Thì nếu như mà có kinh nghiệm dẫn dắt ấy, thì không để đồng đội của mình mất đến 20 ngày, đúng không? À. Thì trong những cái lúc mà không kết nối với mình ấy, là mình phải phát hiện ra đấy, và kết nối lúc đấy hỏi han, quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra, à, tại sao nó lại xảy ra, đúng không? Rồi bài học nó là gì, ví dụ như vậy. Mình hỏi đấy, ba cái câu hỏi như vậy. Chuyện gì đang xảy ra, bạn có thể nghe kể cho mình nghe xem điều gì đang xảy ra. Bạn ấy sẽ kể là đấy, bây giờ có mấy đồng đội bảo mình giúp đỡ như thế rồi vân vân, đúng không? Đấy, thế rồi tại sao nó lại xảy ra, để cho tự trả lời, đúng không? Và bài học mình rút ra là gì? Thì nếu thì nó phải mất đến 20 ngày mới rút ra bài học là ok thôi, bây giờ cứ cho đi và mình cứ tiến đã. Thế còn ai mà đủ phúc đủ duyên thì theo sau, không theo thì thôi, cũng đấy là nhân duyên phúc đức của mỗi người, đúng không? Thì là mình rút ngắn cái hành trình dưới hố của tư vấn viên của mình. Bằng đấy là tại sao mà tối hôm qua cậu nói là thường xuyên hiện diện là vì như vậy. À, thường xuyên hiện diện của mình, hiện diện đấy, mình chủ động kết nối với lại tư vấn viên của mình, với tàu vàng của mình, để mình giúp đỡ tư vấn viên của mình, tàu vàng của mình vượt hố. Bây giờ nó có một cái cách nữa, chúng ta có thể vượt hố một cách rất dễ, đúng không nào? Và chúng ta đủ năng lượng để chúng ta vượt hố. Và cũng thông qua cái vừa chia sẻ của Hằng Hà, chúng ta nhìn lại cái hố này. Thế thì để chúng ta có thể vượt hố được thì lúc đấy mình phải biết là mình tập trung vào đâu, đúng không? Mình tập trung vào đâu, mình tập trung vào cái gì rất quan trọng. Mình tập trung vào cái gì rất quan trọng. Thì ở cái điểm D này này, chính là cái mục tiêu, chính là cái ước mơ của mình, đúng không nào? Hãy nhìn về cái ước mơ của mình này này. Đấy. Hãy nhìn về cái mục tiêu của mình này này. Đấy. Ví dụ như Phương Anh là có từ tự do, đúng không nào? Hãy nhìn vào đây. Bởi vì
Cứ hướng về phía mặt trời thì bạn sẽ được tỏa sáng. Hướng về cái ước mơ của mình ấy, hướng về mục tiêu của mình ấy, thì bạn sẽ được dẫn lối, sẽ được dẫn đường. Đó. Hướng về ngọn hải đăng thì bạn sẽ được dẫn đường. Cái ước mơ này nó giống như ngọn hải đăng ấy. Có thể là sao? Cái ngôi nhà, có thể là cái xe ô tô, có thể là cái trường học cho con, có thể là đi du lịch, đúng không? Có thể là trở thành một cái người truyền cảm hứng, trở thành cái con người mà mình muốn trở thành. Có thể là một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa. Mỗi người sẽ có một cái ước mơ khác nhau. Đúng không? Và quan trọng nó phải là của mình. Đấy. Và hướng nó về đây. Giống như là nó giống như ngọn hải đăng. Ước mơ hay mục tiêu nó giống như ngọn hải đăng. Nó sẽ dẫn đường cho mình. Nó sẽ dẫn lối cho mình. Để mình không bị lầm đường lạc lối quay trở về cái máng sứt. Đúng không? Để không bao giờ mình bị quay trở lại. Cho nên nó rất là quan trọng. Cái này rất là quan trọng. Hãy hướng về nó. Chứ còn lúc này lại hướng về thôi bây giờ đi tìm một cái công việc ở ngân hàng. Đúng không? Thì nó quá đơn giản thôi. Nó quá dễ rồi. Ví dụ như vậy. Nếu mình đang làm một giống như ngày xưa mà ví dụ Cường là bây giờ thôi. Quay về. Bây giờ xin vào báo nào. Bạn bè đây mà. Quan hệ đây. Đó, bảo chúng nó vào thì được ngay chứ có khó cái gì đâu. Thế là thôi. Ước mơ. Tăn ngọt. Đúng không? Cường có cái lúc mà ở dưới hố rất nặng là cái lúc mà làm công ty Vision đấy. Và năm 2014 lúc đấy là hết sạch tất cả mọi thứ rồi, chẳng còn tiền rồi, nợ nần cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mình vẫn có cái niềm tin và tình yêu với cái công việc này, với ngành này. Rất mạnh nhưng mà bởi vì nó không có tiền. Thế lúc đấy bắt đầu, ở bây giờ mà không có tiền như này thì cũng dở, cũng không sống được. Thế nhưng trong đến lúc đấy để tìm cách để vươn lên ấy, thì đi nộp hồ sơ vào cái hãng xe Ford, trong mấy thằng trẻ con nó phỏng vấn mình. Mình mới nghĩ trong đầu mình thì đang đi gieo ước mơ, theo đuổi ước mơ. Tự nhiên mấy cái thằng này nó hỏi ba cái câu ba lằng nhằng, ba linh tinh. Thế là chúng rồi cũng bỏ, không thèm quay lại nữa. Và ra một cái quyết định không bao giờ có thể được chết ước mơ. Tiếp tục thì nó càng khó khăn, rất là khó khăn. Thì may quá cái lúc mà nó ở đường cùng rồi thì anh Minh lại biết đến Sibri. Sau đó anh ấy chia sẻ. Đấy, đến lúc đấy cũng bắt đầu phải làm việc với lại những người đã giúp đỡ ân tình với mình. Đấy, thu xếp tất cả mọi thứ xong tạm biệt. À, anh chị cứ ở lại. Em thay đổi phương tiện. Em thực hiện ước mơ của em. Đấy, thế là quyết đoán ra đi. Đấy, và có ngày hôm nay. Chứ còn lúc đấy mà lại đi làm PR manager cho cái hãng xe Ford thì thôi bây giờ chắc là không có chúng ta đang ngồi trên Zoom ngày hôm nay. Phải không nào? Ai cũng có đều có những cái giai đoạn như vậy hết. À, xin thêm một cái chia sẻ nữa. Anh chị em nào muốn chia sẻ? Thôi, đoán Hồng Anh ạ. Thôi. À, xin mời Hồng Anh. Chào anh, chào tất cả anh chị em trên Zoom. Em xin chia sẻ về cái việc mà mình rơi dùng hồ sơ. Khi mà được thủ lĩnh Kim Dung chia sẻ về cơ hội của CBD thì ngày đó em có nói với Kim Dung là khi mà em làm được đến 50 triệu là em dừng, em không làm nữa, chỉ duy trì thôi. Bởi vì bản thân em ấy thì là không, thực ra em không có nhu cầu nhiều lắm về vật chất đâu, ăn ít, ăn mặc thì cũng đơn giản. Nhưng khi vào hệ thống rồi, khi tham gia rồi thì em thấy là không, mình phải làm những cái việc mà lớn lão hơn, không phải là vì tiền đâu mà vì rất là nhiều cái giá trị khác nữa. Sau đó thì làm rất là hăng hái. Thế sau gặp một vài cái từ chối này, một vài cái khó khăn trong dẫn dắt đội nhóm này, bắt đầu thấy hoang mang, bảo hình như là mình liệu mình có đủ khả năng để làm cái việc đấy không, hay là mình không đủ kiến thức. Thế bắt đầu ngày nào thì thủ lĩnh Kim Dung cũng có gọi điện hỏi thăm này, xong động viên này, thế nhưng mà vẫn thấy kiểu xong bảo là tập trung vào chính mình. Không có cần phải nhìn ngang ngó dọc, không phải sốt ruột. Em thì không sốt ruột, thế nhưng mà bắt đầu thấy hoang mang. Vì không phải là mình không, mà rất là nhiều đồng đội đi theo mình và đốt thuyền rồi. Thế thì lúc này mình đốt thuyền thì không áp lực lắm về mặt tài chính, vì thực ra thì có nghỉ một năm thì chồng vẫn nuôi được, không sao. Thế nhưng mà bạn đội thì bắt đầu đốt thuyền, mình cũng thấy áp lực. Đấy, thế nhưng mà sau đó thì em nhận ra là không phải.
Mình thực ra mình có thể giúp được mọi người nhiều hơn, mình có nhiều cái để mà có thể cho đi, lại bắt đầu phải sát sao hơn với đồng đội này, xong hỏi mọi người thực chiến này, xong rồi có những vẫn học vì mình cảm thấy mình thiếu mà em vẫn học. Thế nhưng sau đó thì em cảm thấy là cái tự tin ở trong mình này cũng dần dần lên. Và có một điều là em nhớ là anh Cường có phê bình em là không thuộc câu thần chú của bản thân, thì bây giờ là thuộc là đầu rồi ạ. Em phải học và cảm thấy là năng lượng của mình nó tăng dần lên. Và trước đấy thì em cũng có bị là em rất ngại kết nối với những người mà em đánh giá là có năng lực, có mạnh, đang rất là tiềm năng ấy ạ. Thì em ngại chia sẻ cái cơ hội kinh doanh đấy. Không phải là em không tin vào cái cơ hội kinh doanh đấy, mà em cảm thấy là em rất khó thuyết phục. Và nếu mà người ta có làm thì liệu mình có dẫn dắt được không? Đấy, thế nhưng còn bây giờ thì em thấy là cái việc đấy bắt đầu là tự bản thân mình đấy là cái việc đấy mình đã giúp mọi người thay đổi và đưa cho mọi người một cái cơ hội rất tốt cơ mà. Thế tại sao mình lại phải ngần ngại và việc là nhấc điện thoại và kết nối thôi ạ. Và thì em đã thấy là cái việc đấy rất là ok rồi, mà mọi người thì cái phản hồi cũng tốt. Và sau đó thì nhận được rất là nhiều phản hồi tốt về mọi người dùng sản phẩm. Và mọi người cảm ơn vì sức khỏe cải thiện sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng dùng sản phẩm thì cảm thấy là rất là tốt luôn. Thế sau đó thì lại còn bảo, còn có khách hàng thường xuyên của em lại bảo là chị sẽ tham gia cùng với ông anh. Và thì tại sao? Thì chị đang có một công việc rất tốt này, cuộc sống cũng rất tốt này, tiền chị cũng không thiếu. Thế tại sao chị? Em hỏi lý do, chị bảo không, chị làm việc này vì chị muốn là chị gieo những cái nhân rất là tốt cho cuộc đời này, phải làm phúc. Vì có sản phẩm tốt như này, tại sao chị lại không làm? Thì chị sẽ làm cùng ông anh. Tự dưng lúc ấy em thấy năng lượng của em nó tăng luôn ấy ạ. Đấy là cái mà khi mà mình rơi xuống hố xe xong lại vượt lên. Em nghĩ là mình sẽ không để mình rơi xuống hố xe nữa. Ok, chúc mừng Hồng Anh. Rồi, cảm ơn chia sẻ của Hồng Anh. Đấy là còn có quý nhân phù trợ đấy nhé. Đấy, tức là có người gieo sản phẩm dùng tốt, thế xong chia sẻ đúng không? Để giúp cho mình năng lượng lên. Nông Ngọc Tú, đốt thiền rồi có ở hố xe không? Xin chào thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Em thì vẫn đang ở hố C. Nghĩa là cái quá trình khi mà xuống hố C của em nó như thế này. Có nghĩa là mới đầu rất là run, kiểu mình không hiểu về hai chữ đa cấp mình là gì. Rất là run, mà cái hội bạn thân, cái đầu vào bạn thân của em thì rất là ghê gớm. Đến mức độ ngồi cà phê mà chỉ cần có một cái từ gì đó là đa cấp hay là cái gì thôi là em xóa nhất cả quẩy và em không dám nói, không dám mở mồm nữa. Em về em vẫn xem lại cái ước mơ, cái động lực lúc mình bắt đầu thực hiện. Thế là bảo không được, mình phải tìm hiểu thật kỹ. Tại sao mình lại phải sợ? Thế là em có tìm hiểu về 10 bài học trên chiếc khăn ăn này. Em có xem sơ đồ trả thưởng. Thực sự là em nghiên cứu cái sơ đồ trả thưởng này rất là lâu, rất là kỹ. Thì em mới hiểu rằng là tôi đang làm một thứ vĩ đại, tôi đang làm một thứ tuyệt vời như thế này thì tại sao lại phải sợ? À, em lại quay lại vào chính mình và tại sao mình lại phải sợ. Thế là bây giờ thì em hết sợ rồi, mọi người nói em đa cấp em vẫn rất là bình thường, em vẫn rất là thoải mái, bảo tao 12 năm học sinh giỏi nhưng tao vẫn làm đa cấp. Không vấn đề. Chúc mừng Nông Ngọc Tú, để giúp cho mọi người có một cái niềm tin mãnh liệt. Cường chia sẻ lại cái nghề để các bạn thấy nó cao quý như thế nào. Cái nghề này là nghề vô cùng cao quý và đẳng cấp. Bây giờ Cường hỏi, có cái nghề nào mà nghề thắp sáng ước mơ và dẫn dắt cho người ta đạt được ước mơ không? Các bạn cứ hình dung đi. Ví dụ như thầy Ngọc Anh, Phương Anh đang đi học Wake Up, thì có thể đánh thức, đúng không? Wake Up mà, thức giấc, đánh thức. Có thể thức tỉnh cái con người mạnh mẽ ở bên trong thôi. Cũng có thể thắp sáng ước mơ. Nhưng thầy có dẫn dắt để giúp cho chúng ta đạt được ước mơ không? Đúng không? Thầy Phạm Thành Long cũng thế, cũng đánh thức, đúng không? Cũng thức tỉnh, đánh thức ước mơ, đánh thức khát vọng, tinh thần doanh nhân Việt Nam, khát vọng chinh phục toàn cầu, vân vân. Nhưng thầy có dẫn dắt để đạt được ước mơ không? Có, nhưng mà ít, phải không nào? Có nhưng mà ít. Và những cái con người thầy dẫn dắt, họ có dẫn dắt những người tiếp theo không? Có, nhưng rất ít.
Thế cho nên cái nghề của chúng ta nó là một cái nghề rất là cao quý, một cái nghề rất đẳng cấp. Nếu như mình hiểu sâu về nó là một cái nghề thắp sáng ước mơ và dẫn dắt một cái, nó là một nhà nghề của một nhà giáo dục thắp sáng, nhà giáo dục khai sáng, đúng không nào? Thế cho nên là khi mình hiểu rõ điều đó, mình mới có đủ sức mạnh, niềm tin để mình đi trên cái hành trình này. Mình tôn trọng, mình trân trọng, mình yêu quý nó, mình tự hào về nó, mình mới đi được. Chứ còn không, mình không hiểu mấy cái thằng nó nói đa cấp bla bla, đúng không? Chúng ta biết này, cái tên gọi ấy, mọi vật trên đời này, cái tính không là gì, mọi vật trên đời này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cho đến khi người ta gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó. Thế cái này thì người thì bảo cái cốc, người thì bảo cái ly, đúng không? Người thì, nhưng tôi bảo là cái hòn thủy tinh, tôi bảo là nó là cái cục đất, thì nó cũng thế. À, tất cả là mọi người gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó thôi. Ở Rick Kem ấy, Cường cũng đã từng chia sẻ, đúng không? Khi mà cầm cái bút ấy, đó, thì có người bảo cái này là cái bút, có người nếu mà dùng nó để mở khóa thì người ta bảo nó là chìa khóa. Nếu mà mình vứt mà con chó nó gặm thì con chó nó bảo đây là cục xương, đúng không nào? Thế thì mọi thứ trên đời này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cho đến khi người ta gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó. Thế thì cái từ đa cấp ấy, nó là một cái từ thôi, đúng không? Nó là một cái từ thôi, nhưng cái nội hàm của nó, cái chiều sâu của nó thì rất ít người có thể hiểu được, đúng không nào? Nếu như không, đầy người làm đa cấp cũng chẳng hiểu nó. Nếu như không ở trong một cái hệ thống huấn luyện đào tạo, một cái môi trường được dẫn dắt nó chuẩn mực, đúng đắn để hiểu về nghề, họ vẫn đi gieo đấy. Những cái công ty hai chân hai cẳng ấy, họ bảo vào đây đi, nhanh nhanh vào đây đi, nhanh có tiền lắm, vào đây đi, tao giúp mày một chân, mày chỉ cần làm chân nữa thôi. Đấy không phải là nghề này, đấy là nghề thắp sáng lòng tham, không phải là nghề thắp sáng ước mơ và dẫn dắt, có phải không cả nhà? Nghề đấy là nghề đi gieo lòng tham, gieo sự lười biếng, gieo sự lười biếng và đi gieo lòng tham. Còn nghề này ấy, Cường nói với các bạn là phải chui xuống hố này này, và cái quá trình này là cái quá trình bắt đầu mình lớn lên. Nếu cái ước mơ nhìn về phía xa xa kia kìa, cái điểm D ấy, ước mơ đấy là ước mơ của mình, đúng không? Mình rèn luyện để mình tập trung vào bên trong của mình, tập trung theo hệ thống và mình tiến lên đấy, để giúp cho con người mình mạnh lên, đạo đức trí tuệ của mình mạnh lên, để chuyển đổi cuộc đời của một con người. Đấy là nghề này. Và khi đó mình tự hào về nghề thì mình mới có đủ sức mạnh để mình lan tỏa, để ai nói gì đấy là việc của họ, và ai nói gì thì các bạn chỉ cần nghĩ đến là cục xương, đúng không nào? Ai nói đa cấp với thực phẩm chức năng là cái gì đó, việc đầu tiên các bạn nghĩ đến là cục xương. Thế thôi, một cách đơn giản, mình vượt qua nó một cách nhẹ nhàng, đúng không nào? Mọi thứ trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, cho đến khi người ta gán cho nó một cái ý nghĩa nào đó mà thôi. Rồi, cảm ơn và biết ơn tất cả các bạn đã có mặt trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ tiến nhanh, tiến xa, đúng không? Tập trung vào chính mình, hãy có một ước mơ, một lý tưởng cao đẹp, một cái điều tốt đẹp và hướng tới, và cam kết với chính mình làm bằng được, và dẫn đồng đội của mình làm bằng được, thì lúc đấy cuộc đời của mình sẽ thăng hoa và sống một cái cuộc sống đáng sống, một cái cuộc sống giàu ý nghĩa. Và chúng ta bật mic ăn mừng chiến thắng ai. Ok, 1, 2, 3. Yes, yes, yes. 2, 3. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Otto. Otto. 2, 3. Mercedes Benz. Mercedes Benz. 2, 3. Biết thứ gì là? Rồi, tạm biệt các chị em. Bye bye. Cảm ơn các chủ lĩnh. Cảm ơn thủ 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 lĩnh.